Cách để dán ngực bằng băng dính để mặc váy không dây Bạn lấy chiếc váy hở vai ra khỏi tủ quần áo để sửa soạn đi chơi tối thì chợt nhớ ra mình không có chiếc áo ngực không dây nào để mặc cả. Đừng lo, đó là lý do vì sao người ta phát minh ra băng dính dán ngực. Với kỹ thuật dán đúng, băng dính dán ngực có thể dùng thay thế cho áo ngực, giúp nâng ngực, cố định và tạo khe ngực. Bạn tò mò không biết dán ngực như thế nào để có vòng hai tuyệt vời khi mặc váy hở vai. Hãy đọc tiếp để biết các mẹo và thủ thuật mà bạn đang cần. Phương pháp 1. Băng quay, nâng và cố định ngực. 1. Các băng dính dán ngực thành các đoạn dài và ngắn. Với kiểu băng quay, bạn sẽ cần khoảng 3 miếng băng dính ngắn và 2 miếng băng dính dài dán cho mỗi bầu ngực. Các miếng ngắn có độ dài đủ để che đầu nhũ hoa và các miếng dài sẽ tương đương chiều dài bầu ngực. Mỗi bầu ngực đều có đặc điểm riêng biệt, có thể bạn cần số lượng miếng băng dính nhiều hơn hoặc ít hơn. Nếu bầu ngực lớn, có thể bạn cần nhiều băng dính hơn để che và hỗ trợ các mô ngực, nếu bầu ngực nhỏ, có thể bạn cần ít băng dính hơn, thậm chí có thể cắt đôi miếng băng dính. 2. Một tay nâng ngực và đặt miếng băng dính ngắn hướng lên trên. Bắt đầu bằng cách dán một đầu miếng băng dính phía dưới đầu nhũ hoa, sau đó kéo đầu bên kia lên bầu ngực, vuốt miếng băng dính cao phẳng, bạn nên soi gương để dễ nhìn, cố gắng đừng chạm nhiều vào mặt dưới của băng dính bạn càng chạm nhiều vào băng dính thì nó càng ít dính. 3. Dán thêm hai miếng băng dính nữa ở hai bên. Miếng băng dính thứ nhất, tưởng tượng như bạn đang tạo thành cấp ngực của áo ngực, mục đích của bạn là che ngực và định hình dáng ngực. Cuối cùng bạn sẽ có 3 miếng băng dính ngắn chạy dọc phía trước bầu ngực. Đừng lo nếu bạn cần nhiều hơn 3 miếng băng dính để che ngực, mỗi bầu ngực một khác, thế nên bạn cứ dán thêm mấy miếng nữa cho an toàn nếu cần. 4. Dán đoạn băng dính dài bên dưới bầu ngực theo chiều ngang Một tay giữ ngực và bắt đầu dán từ ngoài vào Bút miếng băng dính xuống theo hình chữ u mà bạn vừa dán cấp ngực Miếng băng dính ngang sẽ lắng lên các băng dính dọc Điều này sẽ giúp bạn có thêm một lớp cố định nữa 5. Dán thêm một miếng băng dính dài nữa bên trên miếng băng dính ngang vừa dán Nói chung là bạn sẽ phải che toàn bộ mặt trước của ngực như phần cấp của áo ngực Thêm một miếng băng dính dài nữa bên trên cũng có nghĩa là tăng thêm độ nâng và độ chắc, thế nên nếu cần bao nhiêu miếng thì bạn cứ dán. 6. Dán bầu ngực bên kia tương tự như vậy và thế là xong. Bạn đã làm được chiếc áo ngực không dây và hở lưng bằng cách dán băng dính dán ngực. Nếu muốn ngực phẳng hơn, bạn có thể quấn băng dính qua đường vòng ngực và khe ngực. Cách này sẽ làm ngực phẳng hơn và ôm ngực hơn. Phương pháp 2. Băng chéo, nâng và tạo khe ngực. 1. Đo khoảng cách từ nách bên trái đến dưới lòng ngực bên phải. Đây sẽ là độ dài của đoạn băng dính cần có. 2. Cắt hai đoạn băng dính bằng với số đo vừa rồi. Phương pháp này khá đơn giản nhưng bạn có thể dán thêm các đoạn băng dính nữa nếu ngực của bạn cần được nâng đỡ hơn. 3. Đặt một miếng băng dính bên cạnh bầu ngực và chéo qua lòng ngực. Dán một đầu băng dính bên dưới nách bên cạnh bầu ngực, sau đó kéo đầu kia sau đó kéo đầu kia chéo qua phần thân trên đến dưới xương sườn cuối cùng phía đối diện băng dính có thể chạm đến gần hoặc ngay trên hông kiểu dáng này sẽ tạo hình chữ x do đó đoạn băng dính đầu tiên sẽ là một trong hai đường chéo cắt ngang 4. lặp lại các bước trên cho bên kia đặt băng dính đối xứng ở phía bên kia kéo chéo qua thân trên và giải băng dính trước đó để tạo thành chữ x phương pháp băng chéo này sẽ đẩy hai bầu ngực lại gần nhau và giúp nâng nhẹ ngực Hoàn hảo là chiếc váy không dây và hở lưng. Nếu mặc váy hở lưng, bạn hãy đảm bảo hai đầu băng dính không bị lộ bằng cách cắt đi phần thừa. Phương pháp 3, băng ngang, nâng và tạo khe ngực. 1. Cắt các đoạn băng dính dài có số đo bằng các khoảng cách từ nách bên này sang nách bên kia. Số lượng băng dính phụ thuộc vào kích cỡ ngực, thử bắt đầu với 3 dải băng dính sau đó bạn có thể cắt thêm trong khi dán. 2. Thả người về phía trước và dán bên dưới chân ngực đặt một đầu của băng dính dưới một bên nách, kéo đầu kia vòng xuống theo hình chữ U qua nách bên kia và cắt dán vào da. Cách này sẽ giúp cho bầu ngực trông to hơn và làm nổi khe ngực. Cố gắng đừng dán quá chặt, nhớ rằng bạn phải chừa chỗ để thở, bạn phải cảm thấy thoải mái trong khi dán. 3. Dán thêm vài miếng băng dính nữa bên trên miếng vừa dán. Tiếp tục dán các lớp băng dính cao dần lên cho đến khi chạm đến điểm trên cùng của cấp áo ngực. Cách này trông như kiểu áo ngực quay và đẩy hai bầu ngực lại gần nhau. 4. Định hình hai bầu ngực. Đẩy phần trên của bầu ngực xuống khi đã đạt được độ nâng và chắc như mong muốn. 5. Dán thêm một miếng băng dính dọc theo miếng người dán. Nghĩ xem chiếc váy bạn định mặc có đường cắt cúp như thế nào và lấy đường viền cổ làm mức, vuốt phẳng tất cả các chỗ phòng nếu có, một tay ấn ngược xuống và dán băng dính bên trên miếng băng dính đã dán trước đó vậy là bạn đã có thể diện chiếc váy không dây và hở lưng rồi phương pháp 4 băng dọc nâng và vuốt thẳng 1 cắt 3 đến 5 miếng băng dính tương tự như kích cỡ cúp áo ngực của bạn phương pháp này tạo dáng giống như áo ngực không dây không đường may do đó bạn cần cân nhắc cỡ cúp ngực trung bình của mình cúp ngực càng lớn thì bạn cần càng nhiều băng dính cúp ngực càng nhỏ thì số lượng băng dính cần dùng càng ít 2. Dán một đầu băng dính dưới cho ngực và kéo lên khỏi đầu nhũ hoa. Bắt đầu từ giữa bầu ngực, vừa dán vừa vuốt băng dính sát vào da. Có thể bạn cần dùng tay kia để giữ cho bầu ngực. Đây là miếng dán thứ nhất. 3. Dán một miếng băng dính thứ hai bên cạnh miếng thứ nhất, dán chồng đầu băng dính thứ hai lên đầu băng dính thứ nhất ở phần trên bầu ngực. Sau khi dán xong, bạn sẽ có một hình tam giác phẳng nâng ngực. 4. Dán các miếng băng dính từ thứ ba đến thứ năm cho đến khi kiến bầu ngực. Mỗi miếng băng dính sẽ bắt đầu từ chân ngực, dán lên qua bầu ngực và chồng lên đầu miếng băng dính thứ nhất. 5. Thực hiện thao tác tương tự cho bầu ngực bên kia và thế là xong. Bạn đã có một chiếc áo ngực không dày hở lưng hoàn hảo. Lời khuyên, nhớ rằng da phải thật sạch và khô trước khi dán. Băng dính dán ngực sẽ không dính vào da bẩn hoặc ẩm ướt, thế nên bạn cần rửa sạch và làm khô da trước khi dán dán miếng dán đầu nhũ hoa trước khi dán băng dính. Lớp bảo vệ thêm này sẽ giúp bạn tháo băng dính dễ hơn nhiều. Thấm dầu dừa hoặc dầu vitamin A khoảng 15 phút vào băng dính dán ngực trước khi tháo ra, dầu sẽ làm mềm băng dính và sẽ không giật hoặc làm rách da bạn khi kéo ra. Cảnh báo, đừng bao giờ dùng băng dính thường để dán ngực, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn và có thể làm rách đầu nhũ hoa. Bạn phải dùng đúng loại băng dính dán ngực.